Xin chào các bạn. Video hôm nay Hoàng xin mời các bạn cùng Hoàng khám phá chòi canh vườn quốc gia Ba Bể nằm trên đỉnh núi Đán Đen. Nơi đây các bạn có thể ngắm toàn cảnh Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng ở hồ Ba Bể các bạn nhé. Bể thuyền đây các bạn nhé. Đi khám phá kiểu này rất là thích. Đồ Hoàng để đây không sợ mất đâu các bạn. Mọi người ở đây không trộm cắp gì đâu. Wow. Trong này trong xanh lắm. Bây giờ Hoàng sẽ đi tìm đường đi lên. Các bạn ơi, Hoàng tìm thấy đường mòn rồi. Con đường này là đường bê tông được mà bên vườn quốc gia làm. Đường đi rất là rộng rạp, lâu rồi không có ai đi qua. Còn đây có mộ. Rồi, bắt đầu chui vào trong rừng các bạn nhé. Đây có cả bậc thang lên này các bạn ơi. Cái này nó là một tour trải nghiệm ở trong rừng chứ, nhưng mà chắc là rất ít khách du lịch lựa chọn tour khám phá, chủ yếu là đến hồ Ba Bể để nghỉ dưỡng và tham quan vãn cảnh ở hồ thôi. Ở đây Hoàng phát hiện ra đây có một cây rau này. Cây này cây rau các bạn nhé. Rau này rất hôi. Đây gọi là thắc khỉ. Tiếng Kinh Hoàng không biết nói như nào đâu. Đấy. Rau thắc khỉ. Mang về nấu canh xương ăn ngon đấy. Thả xuống canh xương, canh thịt ăn ngọt cực luôn. Đường này đi phải chui rúc. Hoàng đi một nửa đường rồi mới nhớ ra con dao Hoàng để ở trong cái túi cần câu ấy, Hoàng không mang theo. Rất nhiều bậc thang các bạn ạ. Wow, đến đây rộng lắm các bạn ơi. Bậc thang quá đẹp luôn ấy. Đây này. Cái cây này cũng khá đẹp này. Đường đi lên toàn bậc thang thôi các bạn ạ. Ở trên kia Hoàng thấy có vách đá. Không biết là có động không. Đây các bạn ơi, đây là cây nghiến, gỗ nghiến con đấy, rất nhiều này, rất nhiều cây con này. Đây, ở đây cũng có này, cây nghiến con đấy, trăm năm sau nó sẽ thành một cây to. Quá trình phát triển của cây nghiến nó lâu lắm. Dọc đường đi Hoàng thấy rất là nhiều cây ô rô nhé. Cây ô rô này mà trẻ con được tầm khoảng 2 đến 3 tuổi ấy, mà cảm thấy xương cốt của trẻ con này yếu ấy các bạn, thì mang lá cây ô rô này, lá già nhá, phơi khô và đun nước tắm cho trẻ con. Cái vách đá này Hoàng bảo đây không có hang đâu các bạn ơi. Ở đây có một cái cây đổ á. Chỗ này có cái dây tuyệt đẹp. Wow, Hoàng nhìn như có hang động. Đã thấy hang động thì Hoàng phải khám phá rồi mới đi tiếp. Wow. Wow,
các bạn ơi. Đó là một cái hang. Bây giờ Hoàng sẽ chui vào trong kia xem có gì không các bạn nhé. Cửa hang này rất là bé. Bé ở đây có một cái chuông đá dọc xuống. Bé lắm thế này. Có các con ốc thôi. Ngoài cửa động thì ngắt, hẹp lắm các bạn. Đây, cái rèm đá này cũng đẹp này, nhưng mà cái động này chật. Ôi, ở đây Hoàng không chui vào được rồi. Đây này, bằng hai găng tay thôi. Ở đây có con gì đây? Con sên các bạn ơi. Và cho máy quay vào xem có gì không. Ôi các bạn ơi, nó chỉ đến cái hình bóng đen của Hoàng đấy thôi. Đến kia là hết rồi. Thôi chui ra nhé. Không có gì đâu các bạn ạ. Đây các bạn ơi, ở đây nó có một cái dây vắt ngang qua đường. Cái này trèo lên được. Cứ trèo lên chơi nhé. Đi về đến đây gặp một vách đá. Bây giờ sẽ lại tiếp tục đi vòng lên nhé. Cái đoạn này rất là đẹp đấy này. Có cây, có đá, nhìn như một cái cổng đi vào các bạn. Sau một cuốc đi đèo dốc, bây giờ đã có một đoạn đường bằng phẳng để đi rồi. Trong rừng rất là nhiều cây nghiến con và cây ô rô. Lên đến đây Hoàng có thể nhìn xuống thấy hồ Ba Bể rồi. Chắc là sắp đến nơi các bạn ạ. Đây là đầu tiên Hoàng đến đây rồi. Ai trời canh đây rồi. Lên đến rồi. Đây các bạn ơi, chòi này cao so với mặt đất tầm khoảng 10 đến 15 mét các bạn ạ. Không có ai ở đây hiện tại. Đây này. Ai, ở đây có thể nhìn xuống thấy hồ Ba Bể rồi. Nhưng mà bây giờ Hoàng sẽ trèo lên chòi canh để các bạn nhìn xuống nhé. Xem hồ Ba Bể quê hương của Hoàng đẹp như thế nào các bạn nhé. Đây đường lên chòi canh đây rồi. Chòi canh được lắp ráp bởi một bộ giàn giáo rất là to, giống như đài truyền hình. Những bước đi đầu tiên. Sắt ở đây gì rất là nhiều rồi, nên là cũng phải trèo cẩn thận các bạn ạ. Đây đây, ở đây bị mất đi một cái bậc ở đây này. Các bạn đi mải ngắm cảnh cụt một cái là cũng nguy hiểm đấy. Ở bên dưới cũng cao, đến đây là tầm cao tầm 3 mét rồi đấy. Trèo thôi. Từng bước đi phải cẩn thận các bạn ạ. Không là nó bung cái bậc ra một cái này. Đứng ở đây nó cứ những kiểu gì. Sắp gì.
đích sắc. Đây rồi, bây giờ chui lên đây. Không ai ở đây cả. Để đây. Great view. Wow. Nice. Hôm qua Hoàng ngắm buổi chiều ở đền ở đảo Bảo Hóa. What? Ai biết cái gì vào đây vậy? Chòi canh này có 4 cửa các bạn ạ. Cửa chính này, các cửa phụ đây. Ở đây có thể nhìn ra được cả 3 hồ các bạn nhé. Nhìn ra được 3 hồ luôn. Quan sát rừng, nếu mà ví dụ cháy rừng ấy thì đây có thể quan sát được này. Cứ nhìn thấy khói là phát hiện cháy rừng rất là dễ. Phía đằng dưới kia là đền An Mã này, Hoàng nhìn được. Vào trong kia là đi vào hồ. Còn từ đền An Mã đi vòng qua là đi ra hồ Ba và xuống thác Đậu Đằng, xuống sông Năng các bạn nhé. Ở xung quanh đây có rất là nhiều cây nghiến to. Nhìn vậy thôi nhưng mà ở ngoài to lắm các bạn. Rồi Hoàng sẽ đi từng cửa một. Ở đây nó được lát bởi ván này, ván gỗ. Không biết có chắc không, thấy những cành này hơi mục rồi. Đây có cả cửa sổ nhưng mà cửa sổ hỏng rồi, được tháo ra đây. Đẹp lắm các bạn ạ. Đây là một tour trải nghiệm đi rừng ấy, các bạn có thể lựa chọn được. Đến Ba Bể các bạn cứ khám phá đi. Đây các bạn ơi, ở đây thì Hoàng nhìn về phía được bản Pắc Ngòi. Máy quay Hoàng không zoom được. Kia là hồ 1 bản Pắc Ngòi, bên dưới là đảo Bao Quá. Phía này là về phía nhà Hoàng, thôn Bó Lù, xã Năm Mẫu này. Ủy ban nhân dân xã Năm Mẫu ở đây có thể nhìn được này. Đẹp lắm các bạn ạ. Xung quanh thì các cây cối nó cao lên rồi cho nên là nó bị che khuất tầm nhìn đi một phần. Ở bên dưới này là bãi hội xuân ấy, hội xuân Ba Bể ấy. Thank you.
giờ đi về thôi các bạn. Bây giờ sẽ tháo cái này lên. Bây giờ hành trình đi xuống này. Trời cũng về chiều rồi. Bây giờ leo xuống này. Ôi. Ở trên này thích luôn đấy. À. Đi xuống. Đi xuống khó hơn là đi lên các bạn ơi.